quý vị và các bạn, trưa nay đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Đón đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại Cảng hàng không Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Ngay sau khi đến Điện Biên, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Tiếp đó, chiều nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác tới thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang huyện Nậm Pồ. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Sau khi nghe Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác chuẩn bị và chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của huyện, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả huyện Nậm Pồ đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn của huyện vùng cao biên giới Nậm Pồ đang gặp phải. Đồng chí Trương Thị Mai chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn dưới sự hỗ trợ, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Điện Biên. Cuộc sống của bà con nhân dân trên địa bàn ngày một tốt hơn, giữ vững và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển. Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379, Đồn Biên phòng Sipafin, đồng chí Trương Thị Mai mong cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân, quân đội giao phó, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ. Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác đã trao 20 suất quà của Ban Tổ chức Trung ương cho 20 gia đình người có công với cách mạng, các già làng trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn, tặng 20 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 20 suất quà cho 20 cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 45 suất quà cho 45 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trao 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng quà Tết cho cán bộ và nhân dân huyện Nậm Pồ.